Jimmy, kính chào quý khán giả của người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin trong ngày. Hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 15 tháng 8 năm 2021 và sau đây là phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin thì CPP Tennessee tịch thu hơn 3.000 thẻ chích người giả từ Trung Quốc. Nhân viên cơ quan quan thuế và biên phòng của Hoa Kỳ ở Memphis, Tennessee tịch thu hơn 3.000 thẻ chích ngừa Covid-19 giả từ đầu năm đến nay. Theo thông cáo báo chí của CPP ở Memphis vào hôm thứ Sáu ngày 13 tháng 8, Hiện nay, đêm nào nhân viên cũng tịch thu nhiều gói hàng từ thẩm quyến Trung Quốc trên đường vận chuyển đến New Orleans, Louisiana, chứa hàng chục thẻ chích người giả, thông cáo cho hay. Những thẻ này chưa trổ trống để nhận để người nhận có thể điền tên, ngày sinh và thông tin chích ngừa. Những thẻ này có logo của Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh CDC phía trên. Tuy nhiên thì có nhiều lỗ đến máy, nhiều chữ viết chưa đủ và vài chữ tiếng Tây Ban Nha ở mặt sau bị sai chính tả. CBB cũng cho biết ngoài ra làm sao mà họ, tức là nhân viên CBB biết là thẻ giả? Số thẻ này không phải là do CDC hay là đơn vị y tế nào nhập cản và đây không phải là lần đầu tiên mà họ nhìn thấy nơi giao hàng này mỗi ngày nhân viên CBP tại area port ở Memphis tịch thu nhiều gói hàng thẻ chích ngừa giả, có ngày lên đến 15 gói theo CBP. Những gói hàng ngày thường dán nhãn ghi là thiệp giấy dùng làm thiệp giấy hoặc là thẻ giấy. Từ đầu năm đến nay thì CBP của Memphis tịch thu hơn 121 gói hàng chứa tổng cộng là ba không thẻ chích ngừa giả, CBP loan báo chích ngừa Covid-19 là miễn phí và ở đâu cũng có. Ông Michael Nepert, là giám đốc Area Port ở Memphis, nói trong thông cáo báo chí là ai không muốn chích ngừa thủy Tì nhưng mà không đừng mua thẻ giả, làm phí thời gian của nhân viên tôi và vi phạm pháp luật và nói dối về bản thân thẻ chích ngừa cũng không thể dùng làm bằng chứng chích ngừa Covid-19 hoài. Và theo Ủy ban Thương mại Liên bang, làm giả thẻ chích ngừa là phạm tội liên bang, có thể bị phạt tiền và ngồi tù đến 5 năm vì giả mạo con dấu chính phủ trên thẻ. Và liên quan đến phần tin ở tại Nhật Bản, thì mưa lớn ở Nhật Bản ít nhất là khiến cho ba người thiệt mạng. Theo phần tin nhận được từ Reuters cho hay, mưa đã xối xả trút xuống phần lớn của Nhật Bản vào hôm 15 tháng 8, tức là ngày Chủ nhật hôm nay, gây ngập lụt đường xá và các tòa nhà ở miền Tây nước này, trong khi ba người có thể thiệt mạng sau khi xảy ra một trận lở đất ở tỉnh miền Trung là Nagano. Nhiều khu vực của Nhật Bản, đặc biệt là đảo chính là Kyushu ở cực Nam, đã chứng kiến lượng mưa kỷ lục khiến các con sông tràn bờ và gây sạt lỡ đất trong khi mưa đã tạnh hầu hết ở Kyushu vào sáng ngày 15 tháng 8, mưa lớn vẫn trút xuống Tokyo và các khu vực khác của đất nước. Nhật Bản sẽ tiếp tục đối mặt với những điều kiện có thể gây ra thảm họa quy mô lớn mọi lúc mọi nơi. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết tại cuộc họp cấp bộ trưởng hôm 15 tháng 8, ông kêu gọi các chính quyền địa phương và các tổ chức liên quan hợp tác và hành động nhanh chóng để tiến hành các nhiệm vụ cứu hộ và cứu trợ. Chúng ta phải cảnh giác cao độ ngay ở những khu vực mưa đã giảm. Và ông Suga cũng nói thêm NHK cũng cho biết là sau một trận lở đất xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Okaya ở miền trung của Nagano, ba người bao gồm một cậu bé à, dưới 10 tuổi được tìm thấy không có dấu hiệu của sự sống, trong khi hai người khác bị thương. Ngoài trường hợp ở Okaya, NHK còn đưa tin rằng giữa trưa ngày 15 tháng 8, ba người được xác nhận tử vong trên toàn quốc do mưa và bốn người khác đã mất tích. Và liên quan đến phần tin ở tại hay thì thì hai thi tìm kiếm người sống sót sau trận động đất mạnh theo phần tin nhận được cũng từ Reuters thì người hai thi suốt đêm tìm kiếm bạn bè và người thân bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất kia thiệt hại nặng nề ở quốc gia Caribbe này hôm 14 tháng 8 làm hơn 300 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trận động đất mạnh là 7,2 độ Richter đã san phẳng hàng trăm ngôi nhà ở đất nước nghèo khó này, nơi vẫn đang tìm cách hồi phục từ một trận động đất lớn cách đây 11 năm và đã không có nguyên thủ kể từ vụ ám sát tổng thống hồi tháng trước miền Tây Nam của Haiti chịu tác động nặng nề nhất của trận động đất, đặc biệt là ở khu vực trong và xung quanh thành phố Les Cayes. Các quan chức Haiti cũng cho biết, tính đến ngày 14 tháng 8, chính quyền đã ghi nhận ít nhất là 304 người đã thiệt mạng và hơn 1.800 người bị thương một số người thì cho biết là họ phải ngủ ngoài trời vào đêm 14 tháng 8 do vẫn bị ám ảnh bởi những ký ức về trận động đất mạnh và 7 độ richter giết chết hàng chục ngàn người xảy ra năm 2010 gần thủ đô ở Port-au-Prince rộng lớn. Trận động đất gây ra những chấn động có thể cảm nhận được ở Jamaica và Cuba và các quốc gia trong khu vực đã nhanh chóng đề nghị giúp đỡ Haiti. Và liên quan đến phần tin ở tại Việt Nam thì bệnh viện ở Bình Dương đã quá sức chứa một ông chết vì không được cấp cứu. Báo VOV của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm 15 tháng 8 thuộc lại chuyện một người đàn ông chết oan uổng vì bị 5 bệnh viện ở Bình Dương từ chối cấp cứu. Theo báo này, ông Ngô Dương, 57 tuổi, cùng bà Ngô Phượng, con gái của ông ở trọ tại khu phố Tân An, phường Đông, Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An. Khoảng 9 giờ đêm ngày 13 tháng 8, Bà Phượng kêu cứu vì cha của bà bất tỉnh nằm trên nền nhà. Hàng xóm gọi xe cấp cứu giúp cho ông Dương nhưng không có xe. Chủ nhà trọ sau đó mượn xe ba gác để chở ông đi bệnh viện. Ông Dương lần lượt bị 5 nơi từ chối cấp cứu gồm có Trung tâm Y tế thành phố Dĩ An, bệnh viện Đa khoa Ngọc Hồng, bệnh viện à, Quân y 4, à, bệnh viện Đa khoa An Phú và phòng khám đa khoa Nam Anh. Những nơi này từ chối cấp cứu cho ông Dương với lý do bác sĩ đi chống dịch Covid-19 hiện không đủ trang thiết bị y tế. Đáng nói, trong số đó bệnh viện Ngọc Hồng đòi cha con của ông Dương phải trả là 700.000 đồng tức là khoảng 30 mỹ kim để có chế âm tính với Covid-19 nhưng sau đó vẫn từ chối cấp cứu với lý do là không có bác sĩ, thiếu trang thiết bị y tế do không ở bệnh viện, phòng khám nào chịu nhận nên bà Phượng đành phải đưa cha của bà quay về phòng trọ. Khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 8 thì ông Dương qua đời. Ông Nguyễn Văn Cường là chủ nhà trọ được VOV dẫn lời là cách đây 2 năm ông Dương từng bị độc quỵ nên khả năng cao là bị triệu chứng này. Nên nếu được cấp cứu kịp thời có thể đã cứu chữa được. Đến chỗ nào thì chúng tôi cũng văn xin năn nỉ nhưng họ đều lắc đầu thấy người hấp hối mà không cấp cứu thử hỏi y đức ở đâu. Trước tình cảnh của cha con ông Dương, người dân của khu nhà trọ và nhà hảo tâm đã giúp mai táng cho ông ngoài vụ này thì vov cũng cho biết thêm rằng là nhiều người dân báo tin về việc các bệnh viện ở tại bình dương từ chối tiếp nhận bệnh nhân trong đó có những trường hợp sắp sinh trẻ em bị tai nạn báo này cũng cho hay là sở y tế à, ở bình dương cũng vừa khuyến cáo rằng nếu mà cơ sở y tế nào mà không tiếp nhận các bệnh nhân khi được chuyển đến để xảy ra trường hợp tử vong thì sẽ chuyển cho cơ quan điều tra xử lý hình sự theo quy định và các quý vị các bệnh nhân tại bệnh bị bệnh viện từ chối chữa trị xảy ra trong bối cảnh là Bình Dương hiện chỉ đứng sau Sài Gòn về à, lượng bệnh nhân Covid-19 với hơn 2.000 ca mỗi ngày và tổng cộng là hơn 41.600 ca tính đến thời điểm này và liên quan đến phần tin khác cũng ở tại Việt Nam thì Nguyễn Xuân Phúc bị giới chức Liên Hiệp Quốc nhắc về vaccine chưa ưu tiên người cao niên. Một bản tin trên báo điện tử của VOV, Đài Tiếng Nói Việt Nam mới đây hé lộ chuyện ông Nguyễn Xuân Phúc là Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam bị ông Kamai Manhotra, điều phối viên thường trú Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, nhắc nhở thẳng thừng về chính sách chích vaccine chưa ưu tiên người cao niên theo thông lệ quốc tế. Đến nay, cơ chế COVAX do UNICEF và Liên Hiệp Quốc triển khai đã cung cấp cho Việt Nam gần 10 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, trong 40 triệu liều cam kết và hiện chiếm tới một nửa số vaccine mà Việt Nam có được cho quý vị được biết chủ trương của cơ chế này là bảo đảm quyền tiếp cận công bằng trên toàn cầu với lượng vaccine người covid 19 theo VOV. Trong cuộc gặp chủ tịch Phúc trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác ở Việt Nam, ông Manhondra đề nghị nhà cầm quyền tập trung ưu tiên chích vaccine cho người trên 65 tuổi và người có bệnh nền, cố gắng chích ít nhất là một mũi vaccine cho nhiều người nhất có thể. Tuy vậy, báo này cũng không ghi nhận hồi đáp của ông Phúc về lời nhắc nhở của ông Manhondra. Theo vào đó, thì ông Phúc cũng cho rằng đề nghị trong thời gian tới, Liên Hiệp Quốc phải tiếp tục có các tư vấn chính sách kịp thời, hỗ trợ tài chánh và kỹ thuật cho Việt Nam. Lời đề nghị của vị chủ tịch nước được hiểu là muốn Liên Hiệp Quốc rót tiền cho Việt Nam. Theo ghi nhận của các báo Việt Nam, các đợt đầu của chích vaccine ngừa Covid-19 tại các tỉnh thành, chính quyền chủ yếu ưu tiên chích cho công an, quân đội, đảng viên, giới y bác sĩ thuộc Bệnh viện Công. Mãi đến gần đây, người công niên ở Sài Gòn, Hà Nội mới được đưa vào danh sách chích ngừa, nhưng số lượng không nhiều do vaccine vẫn đang khan hiếm. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin trong ngày với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.